Công trình xây dựng hồ Hosap S-18 nằm tại ngã ba Trương Định, Phạm Vấn thuộc dự án cải tạo môi trường nước ở phía đông quận Sơn Trà đã dừng thi công, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ bàn giao hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân chính là đơn vị thi công và hộ gia đình có nhà bị sụt lún chưa thống nhất phương án đền bù, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần hòa giải. Đây là nhà ông Phan Văn Nở, nằm tại số 70, đường Trương Định, quận Sơn Trà. Căn nhà hai tầng này bị sụt, lún, nghiêng về phía bắc khoảng 16 độ. Công ty trách nhiệm hữu hạn giám định chuyên việc và chính quyền phường Mân Thái cảnh báo, các thành viên trong hộ gia đình nhà số 70 Trương Định phải di dời ra ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng. Công ty cổ phần Quang Đại Việt, đơn vị thi công đã cam kết sẽ chịu trách nhiệm đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại và mời đơn vị thẩm định đến kiểm tra, lập cơ sở pháp lý đền bù khi thi công xong hạng mục công trình tại vị trí bị thiệt hại. Các hộ dân bị thiệt hại cho rằng đơn vị thi công phải đền bù dứt điểm thì công trình mới được thi công trở lại. Tôi yêu cầu chính quyền các cấp can thiệp vào cái việc xử lý của ngôi nhà của chúng tôi bằng cách thỏa thuận giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công đền bù dứt điểm đối với cái giá trị của ngôi nhà của chúng tôi, và thứ hai khi giải quyết đền bù xong tổ chức di dời chúng tôi ra khỏi nơi này, chứ còn không là ở trong này nó rất nguy hiểm. Theo biên bản giám định hiện trường ngày 15 tháng 4 năm 2021 của công ty trách nhiệm hữu hạn giám định chuyên việc, trên tuyến đường Trương Định, nơi có hai hố sáp S-18 và 18.1 đang thi công, có đến 11 nhà bị ảnh hưởng, trong đó nhà số 70 Trương Định là nghiêm trọng nhất, không thể tiếp tục sử dụng. Do ảnh hưởng của thi công có ảnh hưởng đến nít nhà số 70 Trương Định, vừa rồi đơn vị cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân phường Mân Thái chọn một đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân nhằm đánh giá xác định mức bồi thường. Và dựa trên cơ sở đánh giá bồi thường của đơn vị tư vấn của pháp nhân thì nhà thầu chúng tôi là làm căn cứ để bồi thường cho chủ hộ. Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm của thành phố cũng như quyền lợi của người dân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà đã tổ chức đến 3 cuộc họp để bàn giải pháp tháo gỡ, nhưng hai bên chưa thống nhất việc đền bù thiệt hại. Cuộc họp gần nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mân Thái Nguyễn Lâm Hà kết luận. Việc đầu tiên là chú phải nhanh chóng, khi có nhà rồi mình dọn ra đợi đó, còn bàn thờ tổ tiên mình để đó, tết mình về thắp hương cũng được. Cái thứ hai thì đầu tuần sau là cái bộ phận địa chính nên trung liên hệ một cái đơn vị thẩm định độc lập, thẩm định toàn bộ cái việc công trình hư hỏng. Thì khi có giá cả rồi, hai bên tiếp tục đồng phóng và thống nhất về cái giá hỗ trợ đền bù như thế nào để chúng nợ cho có điều kiện làm nhà mới mà không phải nợ nần, đảm bảo vào ở trong quá trình sinh hoạt gia đình mình trong thời gian đấy. Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất ký vào biên bản. Song thời gian thực thi giải quyết dứt điểm như thế nào để hộ dân di dời và công trình đẩy nhanh tiến độ kịp bàn giao cho thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 vẫn còn là câu hỏi.